Chào mọi người buổi sáng nhé, đầu tuần vui vẻ nhé. Hôm nay trời chuẩn bị bữa nay mọi người, sáng nay đi lấy lưa cá này, xem này mọi người thấy chưa? Ôi trời ơi nè, lóc này phải gần một ký, ba con luôn. Ui nó cắn nhau này, nó cắn cả trễ chết, sợ chưa? Mọi người này, con cá lóc nó cắn cả trễ chết. Một tuần này không được mọi người, một tuần này nó cắn cá lóc, con cá lóc nó cắn con cá trê gần chết đấy. Một cặp cá trê, một con lóc này tầm, con này tầm lọc trê này mọi người này. Đây là trê. Nó cắn này, nó cắn cái lọc, nó cắn. Nó cắn cho té tu nữa. Khiếp thật đấy. Này. Chỗ này toàn lọc bự luôn. Đợt trước mình được được một con kỳ tạm, một con kỳ bá. Ui, khó bắt quá. Ui ui. Sửa trên này, con này một ký, đâu đây, đây, xem này, ôi trời ơi, đã chưa, một lóc mọi người này, con này tầm tầm bốn lạng, trước đó nó là cầm cái tay nó vung lên đây, thả đây, chỗ này toàn bộ toàn cá khủng đó, cả đây chỗ này là nhìn thật, đây là một con kỳ tạm này, một con kỳ ba này, có một kỳ nhiều lắm. Câu nhiều, câu nó đi ra nhiều. Con này bây giờ được
Gần 2 kỷ trong này. Con lọc này tầm 1 kỷ. Con hai con kia gần 1 kỷ. Chúc mọi người có một ngày mới thật tốt đẹp như vậy nhé. Mọi người yêu mến thì cho chị một cái đăng ký kênh, một cái chia sẻ. Ngày 20 tháng 11, ngày 20 tháng 11 tôi có môi để mừng cả cô đấy nhá, cả cô cả thầy đấy này. Lũ lắm rồi đấy, một tuần tầm một tuần tầm hôm nay mình đi được thì dưới kia nó đường cà phê nó ô nhiễm quá, cạn quá ba rồi, vẫn luôn nhiều rồi chứ nó không luôn nào. Xong rồi đây dưới này dưới thảm bên kia là hòn núi Ba, bên kia có một cái hồ rất là lớn, hồ đến nhỏ sâu lắm, sâu 10 mét. Anh ơi em về quê hương anh, nơi anh sinh ra lớn lên từ đó. Trời thời tiết mùa đông cái đổi lạnh nó được cả rồi là nó hết lạnh luôn, cảm giác hết lạnh lâm bưng thì 10 ngày đâu không được mấy ạ, 10 ngày đâu toàn được cả được phí đó. Còn đọc nó mới được 2 con, một con kế thôi. Bye bye mọi người nha, chúc các thầy cô giáo có một ngày 20 tháng 11 thật vui vẻ, hạnh phúc, thành công và công tác thật tốt. Rồi đi cả về xong chụp cái hoa tí mà cái 2 kỷ cả này. Còn đây là cái đường hoa giả quy mà cái trên 2 kỷ này trưa nay làm tỉ hàm với thống 1 khác cả 2 kỷ luôn đây đất đẹp. Cá lóc rất to mọi người ạ, tí nữa về tôi quay thêm nha. Đường hoa này trời hơi mù cho nên thấy cũng rõ lắm. Anh ơi em về quê hương anh, còn bên này cà phê tre mình mong bạn. Đó, đây là cái đoạn đường hoa quy gọi là dạ quy ở Đắk Lắk nhiều lắm. Tạm biệt anh nhé, đang cân thử đây cân 2, 8. 1 cân 8 đấy mọi người này. Đây. Đó, đây là 1 kỳ 1 kỳ 8 này. Đó, trừ đầu tiên ra được ngay mà có con to. Đây đưa về đây. Con này cá trê này. Con này xem này. Đã chưa? Đây mọi người này. Đây. Ui dồi ôi, đã đủ rồi. Đấy nhá. Đây. Trưa nay chúc mừng 20 tháng 1 rồi. Đó.